Ok, hello các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục đến với cái phần tiếp theo trong môn xử lý ảnh. Thì trong cái video này thì mình sẽ cùng nhau chữa với các bạn về một số những cái bài toán tiếp tục liên quan đến cái ảnh. Đấy, ví dụ như là biểu đồ tần suất của các bức ảnh. Đấy, mình sẽ chữa những cái bài liên quan như thế này. Đấy, từ hát và tính ra hát phẩy. Đấy, một số những cái bài toán nữa, đó là những cái bài toán liên quan đến phát hiện biên. Đấy, phát hiện biên tức là chúng ta sẽ dùng một số những cái thuật toán, ví dụ như là thuật toán tách ngưỡng, tìm ngưỡng đấy, với thuật toán đẳng liệu, hoặc là bài toán tìm ngưỡng với thuật toán đối xứng nền. Đấy, thì mình sẽ chữa cho các bạn những cái bài như vậy. Đấy, có một số những cái bài như thế. Tôi thêm một cái bài nữa, đó là bài toán dùng biểu đồ tần suất để có thể làm trơn. Đấy, làm trơn bức ảnh, ví dụ như là như thế này. Được chưa? Đấy, làm trơn nhá, chính là cái câu dạng câu 3 nhỉ. Đấy, đây đúng không nhỉ, làm trơn biểu đồ tần suất với trường hợp với các bài 3 và với các bài 5, được chưa? Thì gần như là những cái bài đấy đều có hết ở trong ngân hàng rồi, thì mình đã chữa nhá. Bài đầu tiên đi, bài đầu tiên mà mình sẽ chữa đó chính là bài toán mà tính biểu đồ tần suất HG của bạn. Đây là bài 3.1C, chính là cái bài này. Đấy, với FG, thứ nhất là tính biểu đồ tần suất, thứ hai là tính ra hát phẩy với trường hợp mà FG bằng trị tuyệt đối của G trừ 4. Đấy, thế thì thực ra thì đối với cái bài này lại là một cái bài rất là dễ, đúng không? Đầu đầu tiên nhá, IA rất là dễ thôi này. Đấy, các bạn biết rằng là G nó trải dài từ mấy đến mấy, nhớ là ở đây có số 7 nhá, không có số 7. Đấy, mặc dù số 7 nó không có, cho nên chính vì vậy mà chúng ta sẽ không biết làm. Bởi vì lý do mà không biết làm, bởi vì nếu như các bạn biết 7 và biết không ấy, đấy, về sau khi mà các bạn tính ra cái giá trị, tính ra cái HG phẩy, thì vô hình chung cái số 0 lúc này nó sẽ thay đổi. Do đó là đối với cái trường hợp này nhá, mặc dù nó xuất hiện là không lần, nhưng mà các bạn đừng ghi nó như thế. Chỉ những cái con số nào mà chúng ta nó xuất hiện ở trong cái mặt trận thì các bạn sẽ đưa nó vào thôi. Và bên cạnh đó là đi liền với cái tần suất xuất hiện của nó. Ví dụ như số 0, số 0 thì có phải là xuất hiện 4 lần không? Đấy, được chưa? Tiếp theo này, đấy là xong cái ý A đấy. Đấy, ý B là H phẩy là biểu đồ tần suất của ảnh ảnh Y phẩy, biến đổi từ ảnh Y. Đấy, có nghĩa là từ y bằng hàm g để tính ra h phẩy, đúng không? Tính ra h phẩy g thì ta được ảnh y phẩy với fg bằng trị tuyệt đối của g trừ 4. Thế thì g chạy từ đâu đến đâu? Thì nhớ là g chạy từ 0 đến 9, đúng không? Do đó chúng ta sẽ hoàn toàn tính được fg bằng bao nhiêu. Đấy, thứ nhất là cái đầu tiên là xác định được fg bằng bao nhiêu. Fg bằng 0, fg bằng bằng f0 bằng 4, f1 bằng 3, vân 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 vân, đúng không? F9 bằng 5 vân vân. Thế thì từ đó chúng ta mới tính được cái gì? Tính được cái này. Được không? Bởi vì nó là gì? FG bằng G trừ 4. Đúng không? Như vậy là với HQ0. Thì HQ0. Đấy. HQ0 thì có phải nó sẽ là bằng bao nhiêu? Với trường hợp bằng 0 đây này. Đấy. Với trường hợp bằng 0 thì có phải là nó có phải là bằng F4 không? Với H của G trừ 4 không? Đấy. Khi Q bằng 0 thì bằng H của G trừ 4, đúng không nhỉ? Nó sẽ giống với lại cái này. Đấy. FG bằng trị tuyệt đối của G trừ 4. Như vậy là H0 bằng H trị tuyệt đối của 0 trừ 4, tức là H của G trừ 4 đó. Đúng không? Như vậy là nó sẽ bằng bao nhiêu? À, bằng 4. Đúng không? Đấy, bằng 4. Thực ra cái này các bạn đều biết là H phẩy nhé. H phẩy. Đúng không? H phẩy thì nghe nó sẽ hợp lý hơn. Thực ra thì khi để Q bằng mấy thì sẽ ok rồi. Đấy. Tiếp theo này. H phẩy Q bằng 1. Đúng không? Q bằng 1 thì có phải là gì? Là bằng H của G bằng mấy? G bằng mấy? G bằng 3 và G bằng 5. Đúng không? Bởi vì theo công thức là gì? À, H G bằng 1. Đúng không? Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? À, chị, có phải là 3 và 5 không? 3 trừ 4 là 1 và 5 trừ 4 là 1. Đúng không? Như vậy là sẽ bằng H. H của G bằng 3 và G bằng 5. Thế thì G bằng 3 thì bằng mấy? G bằng 3. HG bằng 3 tức là H3 đấy. Đúng không? H3 thì là bằng bằng 6. Đúng không? H3 bằng mấy nhỉ? Bằng 6. Đấy. Và H5 thì bằng bằng 4. Vậy thì là 6 cộng 4 bằng 10. Đúng không? Đấy. Có nghĩa thời gian lúc này là các bạn chỉ cần nhìn vào đây thôi là được rồi. H'Q bằng 2. Tức là trong trường hợp bằng 2 thì có phải nó sẽ bằng F2 cộng F6. Đúng không? Tức là nó sẽ bằng H2 cộng H6. Đấy. H2 cộng H6 thì nó sẽ bằng 6 cộng 4 bằng bằng 10. Đấy, được chưa? H'Q bằng 3. Đấy, Q bằng 3 thì chính là F1, tức là HG bằng 1. HG bằng 1 thì chính là bằng mấy? Bằng 5. Đúng không? Tương tự như thế ta tính được H HQ bằng 4 thì bằng bằng 5 và H H'Q bằng 5 thì bằng bằng 2. Do đó các bạn sẽ thấy rằng là
Thế rằng là gì? Cái giá trị, đúng không? Cái giá trị của quy nó chỉ đến được từ mấy đến mấy thôi, từ 0 cho đến 5 thôi. Lý do là vì sao được như thế? Bởi vì tương tự, các bạn nhìn vào cái f ở đây nó chỉ dài từ 0 đến 5, đúng không? Sau đó h chỉ từ 0 đến 5, sau đó khi mà biến đổi sang ảnh như vậy thì cái giá trị g nó cũng chỉ đến từ từ 0 đến 5. Và h phẩy g thì nó sẽ là gì? Là những cái giá trị đấy, đúng không? H phẩy g là h phẩy này. Đấy, 4, 10, 10, 5, 5, 2. Để cho 4, 10, 10, 5, 5, 2. Thì đó là cái kết thúc của các bạn. Đấy, đây là bài chấm C. Còn cái bài tiếp theo đó là cái bài làm trơn. Được chưa? Một bài tiếp theo là bài làm trơn. Thì bài làm trơn ở đây, đấy, chính là xem nào. Đấy, chính là cái bài này. Đấy, thế bài sau cũng như thế nhá. 2G trừ 9 thì cũng tương tự như thế. Đấy, tiếp theo là bài làm trơn này. Làm trơn với trường hợp V kép bằng 3, V kép bằng 5. Thì thực ra đối với bài toán làm trơn thì nó có một cái công thức riêng của nó, đúng không? Cái này thì các bạn đọc ở slide thì các bạn cũng đã biết rằng là nó đã có cái công thức rồi. Cho nên thực ra thì nó rất là đơn giản, đúng không? Thế thì ví dụ đầu tiên đấy, đầu tiên là cái ma trận Y này, các bạn sẽ phải tìm ra được cái biểu đồ tính chất, đúng không? Tìm với G và HG, nhưng mà nhớ là bỏ giá trị số 7 bởi vì 7 đã không tính. Bởi vì chúng ta đang làm trơn, những giá trị nào nó có ở trong đây thì chúng ta mới điền thôi. Đấy, được chưa? Phi theo số thứ tự nhá. Rồi, tiếp theo bây giờ bắt đầu làm trơn này với biểu đồ tần suất V kép bằng 3. V kép bằng 3 thì ví dụ đầu tiên theo có phải là theo cái công thức này không? H smooth G, tức là H smooth 0 thì có phải bằng 1 phần V kép bằng 3. Đúng không? V kép bằng 3. Vậy đấy, thì đã là 1 phần 3 nhân với trừ 1 0 1. Bên trong có 3 cái. Được chưa? Thì các bạn thay số vào và làm được là xong. Để một số những bạn mà nói là ở đây là có thể trừ 1 bằng 0, đúng không? Và đối với trường hợp đầu tiên thì chỉ lấy mỗi H0 thôi, thì thực ra thì cái này nói là nó cũng tùy vào từng giáo viên. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là nếu như mà mình cứ theo công thức, bởi vì công thức nó đã có như thế rồi, thì mình sẽ thựa theo cái công thức như thế này. Và thực ra thì khi mà chấm ý, và kể cả các bạn có làm như thế nào, các bạn để nguyên hay là các bạn để là ba cái này cộng lại với nhau, thì thực ra khi mà người chấm ý, người ta nhìn vào cái bài của các bạn và nhìn vào cái công thức các bạn đã biết được ở trên này, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ không bị thì các bạn sẽ không bị đánh giá thấp. Yên tâm một điều là như vậy, đúng không? Đấy, thế tiếp theo tương tự như thế, các bạn sẽ tính được h smooth 1, h smooth 2, đấy, h smooth 3, h smooth 4, h smooth 5. Nhớ là trên phải 5 thì làm tròn lên, còn dưới thì làm tròn, dưới phải 5 thì làm tròn xuống. Đấy, h smooth 6, h smooth 8 và h smooth 9 thì nhớ là không có h smooth 7 nhá. Không có h smooth 7 nên khi tính h smooth 8 thì phải cẩn thận. Bởi vì nó sẽ bằng 7 8 9, trong đó thì cái 7 này bằng 0. Đúng không? Đấy, cái 8 thì bằng 1 và cái 9 thì bằng 2 thì tính ra được như thế nào? Thì khi đó các bạn có g chưa? Có g rồi. Có h mút g chưa? Có h mút g rồi, thì lúc đó các bạn fit cái giá trị là xong, thì chúng ta xong cái này. Tức là từ bắt đầu các bạn có cái biểu đồ tần suất của g và hg, thì cuối cùng các bạn xuống dưới đây chúng ta sẽ có cái g và h smooth rồi. Tương tự như thế thì h chúng ta vừa tính được với cái v kép bằng 5, đúng không? V kép bằng 5 thì nó chỉ khác một cái là 1 phần 3 thì 1 phần 5. Và bên trong có 5 số, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Đúng không? Tương tự như thế, sẽ tính được h smooth 1, h smooth 2, h smooth 3, 4, 5, 6, đúng không? 8, 9. Đấy, 8, 9 thì nhớ lại, đấy, thế cho các bạn này là cái đoạn đấy là trình bày và trình bày sai này, đúng không? Chứ có phải là nhớ là 8 thì là 6, 7, 8, 9, 10. Đấy. Chứ đừng mà, khi mà đặc biệt và nhớ là khi 6, 7, 8, 9, 10 thì nhớ là phải thay cho nó đúng, bởi vì ở đây không có 7 nhá. Đấy, cho nên là đừng đừng có những cái đạt giá trị bị mít thì các bạn phải hết sức cẩn thận, nhớ một cái là như thế thôi, thì cuối cùng cũng sẽ tính được cái này. Đấy, tính được là bài h smooth rồi thì là xong, được chưa? Rồi, một cái bài toán tiếp theo là bài toán về tìm ngưỡng tự động nhá. Tìm ngưỡng tự động dùng thuật toán đẳng liệu. Đấy, thuật toán đẳng liệu thì là như thế này, rất là dễ. Mình sẽ đó chính là một số các cái bài ở bên dưới nhá. Một số những cái bài ở bên dưới đó là những cái bài như thế này này. Đấy. Một câu 4 điểm tôi có hai bài toán đó. Một bài toán thứ nhất là tìm ngưỡng tự đời bài à, bài toán đầu tiên đó là đâu nhỉ? Tìm ngưỡng tự động với thuật toán đẳng liệu. Đấy, ý thứ hai là tìm ngưỡng tự động với thuật toán đối xứng nẻ. Đấy, được chưa? Thế thì mình nhớ là như thế. Thì đầu tiên là đẳng liệu. Đẳng liệu và đối xứng nẻ khác nhau cái gì? Đẳng liệu đó là chúng ta làm những cái dài dài như này. Và đối xứng nẻ thì nó sẽ cho cái phần trăm. Đấy, rất là dễ nhá. Thế thì đầu tiên các bạn có g và hg chính là cái tần biểu đồ tần suất, đúng không? Thế thì đối với thuật toán đẳng liệu thì bước đầu tiên đó là các bạn phải chọn được cái ngưỡng và ngưỡng khởi đầu. Thường thì người ta sẽ lấy hai cái này cộng cái đầu cộng cái cuối chia hai, gọi là số phần tử chia hai. Đấy, 9 cộng 0 chia 2 là mấy? Là 4,5, là lấy làm tròn lên là 5. Như vậy thường người ta hay chọn ngưỡng khởi đầu là 5.
Đấy. MN là tổng tất cả các cái con số trong cái ma trận đấy thì có phải là cộng lại thì là 300. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là viết một cái bảng nhá. Viết bảng là thứ nhất là R này, thứ hai là PR này. Thực ra các bạn biết là G được không? Nhá. G này, PG này, được không? Và G nhân PG để về sau các bạn sử dụng công thức này. Thì nhớ được rằng là những cái này các bạn có thể để hết sang số thập phân để được hết, bởi vì về sau tính toán cho nó dễ nhá. Số thập phân làm tròn luôn cũng được, không sao hết, nó không quá ảnh hưởng đến cái mức độ đấy đâu. Đấy, thế thì khi mà áp dụng cái phần đẳng liệu nhá, thuật toán đẳng liệu, thì thực ra là cái này là các bạn cần phải nghiên cứu trong slide nha, là nó có cái công thức của nó đấy, đấy ISO data đấy nhá. Nó có cái công thức tính thuật toán đẳng liệu đây này. Đấy, được cho nó công thức nó là như thế này, thì các bạn chỉ việc lắp cái công thức đấy vào mà thôi nhá. Nhớ là nếu như viết được công thức thì càng tốt, còn không thì thôi, nhưng mà nhớ viết được công thức thì càng tốt. Đấy, T0 bằng 5, T1 bằng mấy, bằng 1 phần 2 của cả cái cụm này, tức là của cả cụm trước. Đấy, T0 bằng 5 là lấy từ 0 đến 5, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, tức là như thế này. Đấy, cụm trên chia cụm cụm dưới, tức là gì? 0,15. Đấy, R nhân PR nhá. 0 cộng cụm dưới chứ cụm trên, được chưa? 0,15 cộng 0,22, đúng không? Cộng 0,21 cộng 0,44 cộng 0,6, và chia cho gì? Bên đây là chia cho xác suất. Đấy, trên là RPR và dưới là PR thôi. Đấy, dưới là 27/300 cộng 45/300 cộng 33 cộng 33 phần cộng 33 phần 300 cộng 22/300 cộng 22/300 cộng 36/300. Đấy, và dưới vế bên phải này cũng là như thế, 0,9 cộng 0,791 đấy cộng 0,616 cộng 0,387, chia cho cái xác suất này 45/300 cộng 34/300 cộng 23/300 cộng 13/300. Đấy, tương tự như thế, thì ta tính được cái đầu tiên là 4,7763. Đấy, thế thì 4,763 thì lúc này là làm tròn xuống thành 4, bởi vì là khi mà người ta tìm ngưỡng ấy, cái kiểu này thì người ta hiểu nó là 4. Thế thì có nghĩa là so với cái đầu, là với năm thì nó không phải, nó không giống với cái đầu, đúng không? Thì nó khác, do đó ta sẽ giảm cái giá trị xuống ngưỡng, đến lúc này là 4 thôi. Đấy, lúc này là trường hợp này là ngưỡng là 4. Đấy, ta đồng ngưỡng là 5, bây giờ chuyển xuống ngưỡng là 4. Là 4 thì giảm cái này đi một bậc. Đây, giảm cái này đi một bậc. Thì tương tự như thế thôi, chỉ là 0,15 cộng 0,22 cộng 0,21 cộng 0,44 và chia cho cả cái cụm trên. Sau bên dưới này cũng là 0,6 này, cộng đến 0,387 này. Đấy, chia cho cả cụm trên là từ mấy? Từ 45/300 đến 13/300 này. Đấy, thì ta tính ra là 4,13. À, thấy 4,13 đúng không? Vẫn có ngưỡng là mấy? Ngưỡng là 4, làm tròn đúng vẫn là 4. Do đó lúc này T3 vẫn tiếp tục là người đấy ngưỡng là 4. Thì có phải là lúc này T3 lấy ngưỡng là 4 thì cái cách tính nó y hệt giống T2 không? Bởi vì nó vẫn là cái đoạn này. Đấy, do đó lúc này là gì? 4,13. Thì có phải là lúc này T2 và T3 bằng nhau. Đấy, do đó thì các bạn phải hiểu là nếu mà đến T3 bằng nhau rồi 4,13 xong lại làm tròn số 4, nên dù các bạn có tính T4, T5, T6, T7, T8 vân vân, thì giá trị cuối cùng vẫn là 4,13 hết. Nó không thể nào mà giảm đi, cũng như là không thể nào không thể tăng lên được. Như vậy chính vì điều đó hai cái này bằng nhau cái, thì chúng ta sẽ kết luận ngưỡng bằng mấy luôn, bằng 4 luôn, vì delta t bằng bằng không đấy, nhỏ hơn cái ngưỡng đó. Và thực ra là nó bằng nhau, thì lúc đó ta sẽ kết luận được chưa. Thế một cái bài toán tương tự như thế, một bài toán thuật toán đẳng liệu đấy cũng giống như thế này, thì các bạn cũng làm theo một cách tương tự như thế. Đến khi nào gặp hai con số bằng nhau, đúng không? Gặp hai con số bằng nhau thì chúng ta dừng lại và kết luận giá trị ngưỡng là như thế này. Được đấy, thì chúng ta sẽ dừng lại và kết luận nhá. Rồi. Mình sẽ bật lại cái này một chút. Rồi. Chúng ta sẽ dừng lại và kết luận. Được chưa? Đấy. Nhá. Thế thì tiếp theo là như thế. Đây là làm trơn này, thuật toán đẳng liệu này. Đấy, đẳng liệu này. Được chưa? Đấy, rồi. Thì bây giờ mình sẽ sang một cái ví dụ cuối cùng, đúng không? Ví dụ cuối cùng đó là thuật toán đối chứng này. Đấy, trong cái video này đó là về ví dụ về thuật toán đối chứng này. Thế thì nhớ là khi mà tìm ngưỡng có hai cách để tìm ngưỡng, đúng không nhỉ? Đó là, và trong bài thi là tìm ngưỡng theo thuật toán đẳng liệu và thứ hai thuật toán đối xứng đèn. Thế thì đối xứng đèn sẽ cho thứ nhất đó là cho biểu đồ tần suất, và cái thứ hai đó là sẽ cho cái độ chính xác. Độ chính xác là 88%. Từ các bài này rất nhanh,
và rất dễ nhá. Thực ra là các bạn đọc ở trong trong giáo trình thì là sẽ hiểu thôi nhá. Slide đây, đó là cái chương số số 5 nhá các bạn, là cái chương phát hiện biên nha. Rồi đây, đối xứng đèn này đấy, đúng chưa? Đối xứng đèn này nó sẽ có cái công thức tính đối xứng đèn, đó là phi bằng mắc pi trừ pi phần trăm trừ đi mắc p đấy, được chưa? Thế thì có phải là điều quan trọng đầu tiên là các bạn có thể xác định được gì mắc p đấy, mắc p bằng mấy, bằng 7, đúng với cái mà có cái tần suất xuất hiện lớn nhất đấy. Sau đó thì bằng 7, các bạn biết được là tổng pixel là tổng tất cả các cái số lượng pixel đây là 100 đấy. Thế thì có phải là lúc đấy là với thuật toán là 88 chính xác là 88% nên số pixel từ 0 đến p phần trăm sẽ phải là 88 pixel, đúng không? Và các bạn sẽ cộng dồn từ đây cho đến khi nào hết đạt đến được độ 88 pixel thì thôi nhá. Thì các bạn thử cộng và xem đây là 12, tổng là 100 thì có phải là cộng đến 7 là 88 không? Sau đó chúng ta sẽ dừng lại 7. À, dừng lại 7 thì kết luận là p phần trăm bằng 7 luôn, đúng chưa? Đấy, và rõ ràng là do cái giả thuyết thì tính đối xứng nên là t sẽ bằng công thức gì, mắc p trừ p phần trăm trừ đi trừ mắc p, thì có phải là tất cả đều là 7 không? Thì có phải cuối cùng ngưỡng chính xác là 7 nhá, ngưỡng chính xác là 7 đấy. Thế thì có phải là thực ra là đối với cái bài toán và tìm ngưỡng tự động mà đối đối xứng này, mà trong cái trường hợp này thì nó sẽ khá là gì, nó dùng khá là nhanh, đúng không? Thực ra nó dùng khá là nhanh nhưng có ưu điểm là tính toán nhanh đấy, nhưng mà có thể nó sẽ không quá chính xác đấy, đúng không? Bởi vì nó chỉ biết được cái độ chính xác cần tính tầm khoảng bao nhiêu phần trăm tương đương, đúng không? Rồi nó tùy thuộc vào cái phần trăm mà chúng ta làm, đúng không nhỉ? Rồi một bài toán thứ hai cũng tương tự như thế, về đối xứng này với độ chính xác là 91% chẳng hạn đấy nhá. Thực ra hai cái bài mà mình làm ấy, là nó có trong ngân hàng rồi nên là đơn ra là các bạn có thể tin tưởng đấy. Là trong trường hợp này thì mắc p bằng mấy, mắc p bằng 6, bởi vì hg bằng 47, ta đã mắc p bằng 6, tổng pixel lúc này có phải 100 mà là 101, các bạn thử cộng lại đó. Các bạn thử cộng lại thì nó là 101 mà độ chính xác là 91%, 91%, do đó tổng số pixel từ 0 cho đến p phần trăm sẽ là 92 pixel. Thực ra tính ý, nó sẽ là 91,9 thì gì đấy, thì các bạn làm tròn lên 91 cũng được, mà các bạn để là 92 cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ để là 92 bởi vì dù sao nó cũng hơn 91, cho nên ví dụ đến cộng từ đâu đến đây đấy mà nó bằng 91 thì do đó là cái số đấy nó vẫn được lấy, đúng không? Rồi tiếp tục bây giờ tính p phần trăm, xem p phần trăm bằng mấy thì các bạn lại tiếp tục cộng dồn 2 3 4 5 7 đến đến khi nào gặp 91 thì thôi, tức là đến khi gặp 11 thì bằng 91, như vậy là dừng bằng 7, như vậy là p phần trăm bằng 7 đấy. Và rõ ràng ra giả thuyết về tính đối xứng cụ thì theo công thức ta sẽ tính được như thế này đấy, mắc p bằng mấy, mắc p bằng 6 đúng không, p phần trăm bằng 7 và mắc p bằng bằng 6, do đó cuối cùng chúng ta tính được năng lượng. Vậy là một bài toán đúng không, chúng ta chỉ thay đổi cái pixel một chút, chỉ thay đổi cái nền một chút, chỉ thay đổi cái độ chính xác một chút thì có khả năng là cái kết quả nó sẽ ra một cái kết quả khác, đúng không nhỉ? Đấy, ok, thế thì đó chính là toàn bộ cái video mà ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đấy, được chưa nhỉ? Thì video này nói về gì, thứ nhất đó chính là tính hát phải có, thứ hai là làm trơn, thứ ba là thuật toán gì, thuật toán đẳng điểu, và thứ tư là thuật toán đối xứng này. Thì hy vọng là mọi người có thể nhìn vào đây cũng như là để tham khảo, và có thể có được cái chiến lược tốt nhất cho bài thi của mình nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo.